Xin chào tất cả các em. Trong video lần trước thì cô đã hướng dẫn cho các em về ba cái dấu hiệu nhận biết được trọng âm của từ dựa vào cái đuôi của từ, ví dụ như là đuôi x, đuôi y an, it, vân vân. Thì hôm nay trong video này thì cô tiếp tục làm thêm một phần về trọng âm của từ có hai âm tiết. Phần này thì nhiều bạn cũng hay hỏi là với những từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào đâu? Thì cô đưa ra hai cái dấu hiệu nhận biết này đưa thêm hai dấu hiệu nhận biết này thì cô cũng chỉ lưu ý các em là nó chỉ đúng với đa số và hầu hết các từ thôi cho nên là các em tốt nhất ý, chúng ta vẫn cứ nên là tra từ điển là kiểm chứng là tốt nhất còn đây là chúng ta học quy tắc để chúng ta tham khảo và các em nhớ là nó cũng không thể đúng hết 100% với tất cả mọi trường hợp vì quy tắc nào nó cũng đều có những cái ngoại lệ cả thì đây là cô sẽ đưa ra những cái này để các em tham khảo trước nhé với những từ có hai âm tiết này thì đây là dấu hiệu đầu tiên này thì với những từ có hai âm tiết nếu những cái từ đó mà thuộc ba cái nhóm từ loại này thì thường trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên tức là âm tiết thứ nhất nhóm thứ nhất là các loại danh từ nhóm thứ nhất là danh từ nào danh từ ví dụ như là từ England thì trọng âm rơi vào âm đầu và hai âm tiết nhé âm tiết thứ nhất là in này âm thứ hai là lần thì âm tiết mà đưa từ danh từ thì nó sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết một là England đó hoặc là từ nước là water thì có hai âm tiết từ này danh từ sẽ hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất thì hoặc là từ country country trọng âm ở đầu hoặc là teacher trọng âm ở đầu tiếp đó là từ loại thứ nhất này là danh từ này loại thứ hai là danh từ ghép compound noun compound noun là danh từ ghép tức là ghép hai yếu tố hai từ tố tạo thành một danh từ và viết liền nhau như thế này Ví dụ như là từ dark room, dark room có nghĩa là phòng phòng tối, phòng để rửa ảnh đấy thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên. Hoặc là từ nhà kính, greenhouse, green và house đứng viết liền với nhau như này có nghĩa là nhà kính để trồng cây thì chúng ta sẽ để trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Hoặc là từ tố đầu tiên. Được chưa các em? Hoặc là từ nhà thuyền cũng được là houseboat. Houseboat được, các em đã hiểu chưa nào? Và loại thứ ba là adjective, tức là tính từ. Với những tính từ có hai âm tiết thì chúng ta sẽ để âm tiết trọng âm rồi âm tiết thứ nhất. Thường là như thế. Ví dụ như là clever, easy, rainy, able. Các em đã hiểu chưa nhỉ? Cô nhắc lại một chút nhé. Tức là với những từ loại, với ba loại từ sau đây này. Danh từ, danh từ ghép, tính từ mà có hai âm tiết thì thường là trọng âm sẽ rơi, rơi vào âm tiết thứ nhất. Cô đọc lại một lượt các từ này nhé. England, water, country, teacher, dark room, greenhouse, houseboat, clever, easy, rainy, able. Các em đã hiểu chưa nhỉ? Chúng ta xong lại thứ hai nhé. Rồi, quy tắc thứ hai này là với ba từ loại sau đây thì ba từ loại sau đây thì thường là âm trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai với ba từ loại sau đây thì thường là trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai đấy là thứ nhất là vợ là động từ ví dụ như là từ begin attract consult forget đó với những động từ này có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai với là động từ Nhóm thứ hai là động từ ghép. Động từ ghép tức là sẽ ghép hai yếu tố đứng viết với nhau, đứng có thể đứng liền nhau hoặc nối với nhau bởi một cái từ giống cách nối như thế này thì sẽ trở thành một động từ ghép và với trường hợp này thì trọng âm sẽ rơi vào từ tố thứ hai, từ tố hai nhá. Thì vì thế này các em có nhìn thấy từ ví dụ như từ overflow thì nó có ba âm tiết đúng không? Thì overflow thì cái này cô có đưa vào đây để có nhấn lại cho các em thôi thì đây là chúng ta sẽ nhấn trọng âm và âm tiết vào từ tố thứ hai này từ tố thứ hai là flow từ tố một là over từ, từ tố thứ hai là flow nghĩa là chảy tràn ra cả cái từ này có nghĩa như thế thì trọng âm sẽ rơi vào âm vào từ tố thứ hai to overflow đó hoặc là từ từ này có cấu thành bởi hai từ tố là baby và sit Baby là em bé, sit là ngồi đúng không? Thì baby sit nối với nhau bởi một cái dấu cách nối như thế này được tạo thành nghĩa là trông trẻ. Thì baby sit trọng âm sẽ rơi vào từ tố thứ hai. Đó. Hoặc là từ waterproof trọng âm sẽ rơi vào proof, waterproof. Thì đây là thường có nghĩa là làm chống nước. Đây thì rơi trọng âm sẽ rơi vào từ tố thứ hai. Đây, nhấn vào từ tố thứ hai. Nhóm thứ ba cũng tương tự như nhóm 2 là tính từ ghép thì cũng giống như thế là chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào từ tố 2. Đó, ví dụ như từ ưa nhìn này, good looking, good looking, ưa nhìn. Well done, well done, được làm tốt. Đó. Nếu các em đã nhớ cho cô chưa nhỉ? Nhóm thứ hai, thứ hai là trọng âm sẽ rơi vào âm tiết 2 hoặc là từ tố 2 với các nhóm sau đây. Động từ, tính động từ ghép hoặc là tính từ ghép. Cô đọc lại một lượt các từ này nhé begin, attract, consent, forget, to overflow, to babysit, to waterproof, good looking, well done. Các em đã nhớ chưa nào? Với trọng âm thì các em cứ đọc cao hơn, mạnh hơn các âm còn lại. Các âm không phải trọng âm mà chúng ta đọc thấp xuống. Ví dụ như begin thì đọc như thế nó đều đều nhưng chúng ta đọc rõ trọng âm này. Begin, gin đọc cao lên bi đọc thành bi, gin đọc thành gin được chưa begin attract đó các em đã nhớ chưa nào thế còn cụ thể đọc với trọng âm rõ hơn thì các em có thể tham khảo trong video hôm trước của cô nhé về phần trọng âm là dấu hiệu nhận biết trọng âm của các từ ok để giúp đỡ các em sẽ nhớ được cái phần này thì cô có một cái bài thơ nhỏ nhỏ như thế này bài thơ có 4 câu để các em có thể nhớ được cái quy tắc này và cô cũng lưu ý với các em là chúng ta vẫn tốt nhất là vẫn nên tra từ điển nhé Đây là cái quy tắc để các em nhớ được các cái lưu ý vừa rồi thôi Bài thơ như sau này Hầu hết danh tính hai âm và danh từ ghép nhấn âm tiết đầu Động hai âm tiết nhấn sau Động tính từ ghép nhấn từ tố 2 Cô xin giải thích như sau Hầu hết danh tính hai âm, tức là với hầu hết các danh từ hoặc tính từ có hai âm tiết và danh từ ghép nhấn vào âm tiết đầu tiên tức là nhấn trọng âm vào âm tiết đầu tiên động hai âm tiết nhấn sau tức là với động từ có hai âm tiết thì nhấn vào âm tiết thứ hai tức là nhấn vào âm sau động tính từ ghép nhấn từ tố hai tức là với động từ ghép và tính từ ghép thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào từ tố thứ hai chứ không phải là từ tố thứ hai thứ nhất các em đã nhớ chưa nào thì cái bài thơ này cũng đưa ra để cho các em có thể nó tóm tắt lại các cái nội dung vừa rồi để các em nhớ được và cho nên dễ nhớ thì khi vào phòng thi thì chúng ta có nhẩm trong đầu bốn câu này thì chúng ta sẽ nhớ được hết đúng không chưa các em? OK cái video hôm nay của cô chỉ đến đây thôi nó cũng khá là ngắn gọn. Thì, uh, cô sẽ cố gắng ra thêm những cái video khác về uh, phần ngữ âm và để giúp đỡ các em làm bài tập ngữ âm cho tốt hơn. Cảm ơn các em và nếu như có câu hỏi nào mà các em còn thắc mắc thì các em có thể gửi email cho cô theo email là anh -nico gmail com thì cô sẽ cố gắng giải đáp những thắc mắc của các em cảm ơn các em và hẹn tin hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo